cam ăn hay ạ? Mà trùng nó quá ăn. Kìa dính nữa kìa. Ôi, giờ tao dính lên dưới kìa. Cái không? Cái dĩa vậy chứ. Má này cái nhỏ không. Má ôi cậu cái cặp ôi không có lý. Má tôi là con ra. Có ngoài chứng kiến tí rồi. Như vậy. Nãy được 3 con hả? À, nắng quá, vô chỗ mát cá nắng. Nãy giờ đi câu cá thì cá không có. Thì mấy anh em tôi quyết định là chơi lớn luôn. Ăn chậm dấn. Vui việc đang ngồi canh chén vô cái dấn. Đúng quá. Ăn được rồi. Túm về xuống. Cái này rất lâu không ai đổ. Đụng má con bé hai xuống thằng cái đầu. Không có. Thằng trên đầu luôn. Cái gì ông cắm dây này nè, mở đầu cao lên. Hiểu không? Mở dây này. Nè, tháo ông kéo này lên luôn. Tháo cái cọng dây này nè. Ông cầm cái đuốc vô đó. Tháo cái cọng dây này nè. Quậy này gì? Mấy xuống. Tháo cọng dây này cái đầu lên bờ luôn. Tôi gì sao tôi xuống? Tháo dây này cái đầu lên bờ. Nổi. Lên bờ cá nó chạy ngược lên kia sao? Tôi kêu bây giờ máy nè, ông lội đi, bây giờ mình ông có quần cục nữa ông nổi người ta ơi. Có một con chì nữa. Dây sao được? Cỡ con chì ra. Hai anh đang bàn tính. Dấn trước mặt không chịu người ta lẹ. Ủa dép bò ly.
cá đụng từ cái lụng má sâu lắm nụ. Ủa đó đụng má sâu dữ vậy ta, có đó không? Mỗi giây sao nè, rồi lên đây nè, nó cầm đúng vậy lên đây thử có không à. Để rồi không có mà đặt dài dài kia kìa, không có dài đằng nó giữa cao lên đây trên bờ luôn thôi. Chuyện đủ quá, đất của người ta chuyện tôi sờ sâu lắm, tôi nhìn ra kìa chứ là quýnh bỏ mẹ hết. Ờ cái giớ này bỏ hay giờ? Bỏ rồi. Giớ này bỏ rồi, lâu quá nhìn là biết rồi. Giớ này có không? Giớ này bỏ rồi. Có lại xuống đây rồi. Có cá vậy không? Mở ra, mở cái đầu ra. Không có. Có là dãy này là trời nghe tiếng rồi. Có, nó chạy xuống đâu rồi. Con rắn này kia đủ nằm giống thôi. Có luôn nữa. Bình thường là giớ là uống má mình dỡ lên chạy ra đó không đó. Nhưng mà ở đây là nó có một cái cửa vô đi chỗ này nè, nó nằm chỗ này nè. Tu thì lần nó dưới đồ đổ rồi nó cũng chủ không luôn. Đây là cây châm gừng. Giữa một cái đồng rộng như vậy. Có một cái châm. Trái xum xê luôn.